đi gặp Hắc Hổ lãnh công một mình hả? Kèo này thơm, cho tụi này tham gia với. Thà đi một đám đi, có gì anh em cùng chịu. Tôi không muốn liên lụy nhiều người. Thôi hỏi đi. Gì anh hai? Gì anh Đường Băng? Gì thằng Trang? Gì Nghĩa Đoàn? Vô. Nếu như hôm nay là cảnh anh em phải máu đổ thì việc bỏ chạy đúng là một điều đáng xấu hổ. Ngày đó ai khốn ai khó ai nương nhờ, ai thù ai bạn đâu bằng hữu tương trợ. Anh em kề vai và những tin này chưa hề sai. Mình sống cùng chết chứ không quan tâm chiến thắng sẽ thuộc về ai mà. Không sống nay lo chết mai, thôi đóng ngay cho hết vai. Đạo nghĩa và khẩu khí còn ấu chỉ thì đấu chí. Gió đã nổi lên rồi, bàn thờ là nơi tụi nó nên ngồi. Ơn nghĩa xưa thì giờ cũng đã quên rồi, giờ quay lại trở mặt lại muốn chậm ngồi. Anh em giờ thì sao chơi? Khi xa trường là nơi ta thường va chạm ở khắp bao nơi. Chưa như là điếc không sợ súng, cũng như đúng không sợ sai, thì hôm nay tụi nó sẽ biết hỏng súng chỉ vào ai. Sống hay chết, sống hay là chết, đâu sợ chi. Mai ngày mai sống chết có số, phú quý do trời. Sống sao đừng để bản thân là cục nợ báo cho đời. Mấy thằng phản tặc kết cục đó rồi cũng sẽ phải gặp quả báo. Cứ chớp mắt lên xem đi, toàn bộ mặt giả tạo. Ta dám nghĩ, dám làm, ta dám chơi, dám chịu. Anh em tụi mình thấu hiểu, từ những cứ chỉ tới dấu hiệu. Nè, muốn chín cháo thì biến đi ra chỗ khác, hoặc là máu sẽ phải đổ nếu muốn hộ báo tìm chỗ chung xác. Chuyện là cốt để rửa oán làm than, nghe thấy thì trốn vào hũ cốt muốn thêm một toán cầm nhang. À mà có trốn thì nên trốn đằng trời, chứ để chị 13 kiếm nó được thì khó diễn tả bằng lời. Mà anh ơi, sống với đời với sao cho người ta nể, mà mấy thứ này mỗi lần em gặp bản mặt là thấy gì dễ. Em ơi, thù đời anh mấy khi để đâu, nhưng mà mấy cái dạng này không thể nào để sau. Sống hay là chết, đâu sợ chi. Vai kề vai, anh em mình một chơi, nhà chơi, một nhà. Sống hay chết, sống hay là chết, đâu sợ chi. Vai kề vai.